Ok, cái lót này này phải không? Thì không biết sao xuống à. Nó hơi không có đường vô nha. Mà nó hơi sập xuống á. Wow, quá sợ. Chúng ta luyện đồ trong này. Đang kiếm đường vô. Không biết có build được không, tại vì nó hơi nó xuống hơi sâu đó. Cái này là giống như cái dốc vậy. Ok, đi vô. Wow. Không biết có build được không, tại vì nó không có bằng phẳng phải không, nó giống như là nó đi xuống núi vậy. Ok, cây thì ok, cây này là water oak này hả? Không, water oak thì không phải là wetland. Đang tìm wetland. Chỉ là cái này nó rất là elevation, nó rất là thấp. Ok, có nghĩa là đó, lên tuốt trên kia này, cho nên không biết có phải đổ đất vô không, nhưng mà cái lake ở đó đó, cái lake này thì sao. Thì cái này dụ thấy cái tàu chút xíu kia không? Có nghĩa là no motorboat, just paddle. Nghĩa là dùng chân thôi. Cũng rất là nhỏ, phải không? Cái này thì 62.000 thì I don't know. Nó phải đổ thiệt là nhiều đất nha. Nó mới lên được cái trên này. Nghĩa là rất là depressed. Nghĩa là rất là như là thung lũng mà. Đó. Thấy coi không phải clear này. Nhà xung quanh này có nghĩa là không có ai build từ chỗ này xuống, chắc là tại vì nó phải đổ nhiều quá, đổ đất nhiều quá cho nên không ai build hết. Chỉ có trên kia này phải không, trên kia thì người ta build được, tại vì đất á, thì nó trên giống như nó trên đường cái thì ok. Nhà kế bên này còn từ chỗ này bắt đầu á, nó nghĩa là nó xuống cái dốc này cho nên nó trũng á.